Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game cũng mới ra mắt, đó chính là Đại Hiệp Truyện, một game mà đình dọc. Một chút thông tin về game này thì đây là game được nhà phát hành VGP, nhà phát hành khá là lạ. Và game Đại Hiệp Truyện này thì sẽ lấy cốt truyện tích hợp từ rất nhiều các cái cốt truyện tiếng kiếm hiệp của Kim Dung và hội tụ các nhân vật nổi tiếng trong tiếng họa giang hồ, anh hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Lộc Đình Ký, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đó, khá nhiều tác phẩm luôn. Chính vì vậy mà khi chơi game này chúng ta sẽ hóa thân thành một lãng khách đi hành tẩu giang hồ và sẽ chiêu mộ các anh hùng đi cùng mình để thành lập một cái tổ đội các cao thủ để chinh phục giấc mơ sừng bá võ lâm. Là một chút thông tin về cốt truyện của game. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chơi thử game này xem như nào. Game này thì đồ họa sẽ là 2D nhá, và kiểu đồ họa là chibi. Màu sắc thì rất là rực rỡ và nhân vật thì được thiết kế rất là tỉ mỉ. Còn chơi thì theo kiểu là đấu tướng. Đó, chúng ta sẽ phải bố trí đội hình, cũng phải một chút chiến thuật nữa. Và các map thì nó cũng khá là rộng, đầy đủ từ núi rừng, thành trì, sàn thi đấu, rồi cung điện, đủ các loại, đủ các trò luôn. Sẽ không có tiếng gì nhỉ? Đó, đấy, đấu theo lượt. Ở đây mình có sẵn một cái át. Đó, như vậy rồi thành xong. Chúng ta cũng sẽ theo các chương nhé. Đó, xiên ạ. Speed nhân thì là nhân 4 à. Đánh mới ván cơ. Điểm nổi trội của game này là hệ thống âm thanh cũng khá là tốt. Âm thanh sống động sẽ giúp người chơi trải nghiệm các cuộc sát phạt nó hấp dẫn hơn. Và ngoài ra thì sẽ có những câu loại đặc chất kiếm hiệp. Nên là khi các bạn chơi game này thì chúng ta sẽ có cảm giác như đang xem một bộ phim kiếm hiệp vậy. Ô, cái này nó tự động đánh à? Cái này là chế độ nó tự động đánh hoàn toàn các bạn. Rồi, thì sẽ bỏ vị giác, chúng ta sẽ không phải đánh kiểu liên tục đấy nữa. Là kiểu ép cấp nhiều hơn đấy. Rồi, mình sẽ quay lại thành trì nhá. Đây, đây chính là cái giao diện ở in game, rất nhiều đồ kinh các này. Mình sẽ lính ngộ quyền kinh các này. Rồi, lính ngộ 5 lượt luôn. Trận hình này, trận hình sẽ là nơi chúng ta bố trí các vị tướng, như là cái đồ của mình ý, đồ cho các tướng này. Đó, là điều thứ luôn. Em yêu chàng, chắc chắn sẽ làm vợ chàng. Sao nghe ghét thế? Nhiều nhân vật lắm. Chàng là lẽ sống duy nhất của đời em. Có bao nhiêu vợ đi kèm này. Trên đời này, mỗi chiếc cầu mỗi quân là người thân thôi. Bao nhiêu vợ đi kèm đó các bạn. Rồi, chúng ta mình sẽ cường hóa. Khả năng cường hóa thì mình đi đánh nhau được. Cái này vẫn có thể thăng cấp được này. Em yêu chàng, chắc chắn sẽ làm vợ chàng. Đó, mình có thể đột phá để tăng skin nữa này. Chiến đấu nhanh anh này. Rất nhiều thứ luôn các ông ơi. Mạnh hơn này. Ở đây là sẽ những cái phần để chúng ta có thể để cấp cho tướng. Mình có đang chưa nâng cấp cho em này cái gì đây?
em yêu chàng, chắc chắn sẽ làm vợ chàng. Rồi, nhưng mà không tăng nữa đâu ạ. Chàng là lẽ sống duy nhất của đời em. Thôi, nhưng mà không tăng nữa rồi. Trên đời này, mỗi chiếc cầu mỗi quân là người thân thôi. Mình có thể tăng đột phá lên này. Cứ đang kiểu tăng ấy nó lại ra cái này. Chàng là lẽ sống duy... Chàng là lẽ sống duy nhất của đời em. Ok, em này vẫn chưa xong à? Trên đời này, mỗi chiếc cầu mỗi quân là người thân thôi. Rồi, như vậy là mình tướng mình đã tăng hết các kiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần phụ bản. Phụ bản quá nhiều thứ này, không phải phụ bản này, các chương đủ các loại luôn này. Đó, các anh có thể chơi phụ bản. Nhiều chế độ chơi lắm. Bạch thủ tí. Chiến tiếp. Đây là theo từng cấp rồi anh em có thể mở được này. Đó. Chúng ta sẽ đi về chế độ treo mày xem. Đây là chế độ treo mày nhá. Nó sẽ tự đi đánh quái luôn. Đó. Vài chục phút là chúng ta sẽ nhận được cái này. Kỳ ngộ này. Hiểu thử. Giang hồ này. Chúng ta sẽ xem chế độ giang hồ này, chế độ gì. Cái này chưa mở được cái sao. Cái này mình chưa mở được cái tính năng này. Tụ hồi này. Còn nó còn rất nhiều thứ là bãi phòng này. À, mình có hai bãi một lần này đấy. Được xác nhận. Thứ phức tạp không ạ? Thiên cơ thành này. Đây không biết là cái gì. Có nhiều thứ lắm. Phức tạp vậy. Và cả 7 ngày này. Đây là mình mới chơi. Chứ chủ mình nhận hết các đồ này đấy. Không đúng bạch này đâu. Đại hiệp truyện. Đúng như tên gọi của nó, chơi game này tập
theo chuyện luôn. Nhận hôm qua này, theo chuyện luôn mới phải. Chương mới nha. Chúng ta sẽ lên chương 5. Nhưng vậy là chậm, khí động trở càng khuôn. Nhắn thêm ít đồ nha. Nhắn là cái gì đây? Bùa sao? Cường lạ. Rồi. Chính là chúng ta đi đánh phục bản. Thank you.
thắng tướng. Em tin chàng, chắc chắn. Chúng ta chơi đơn giản lắm. Khí động chở càng quân. Đánh phụ bà. Tiền. Quay lại, nâng cấp. Em tin chàng, chắc chắn sẽ làm vợ chàng. Chàng là lẽ sống duy nhất của đời em. Sắp đánh nhau rồi cái thằng chụp đây rồi. Chưa được đánh được thằng đấy. Vẫn đang từ từ với nó. Chơi thử game đại hiệp truyện rồi cho anh em dùng qua về cốt truyện, cách chơi gameplay, đồ họa cũng như là nội dung game như nào. Ok, xin chào và gặp lại trong các thử game tiếp theo.